mừng các em đến với tiết học trên truyền hình ngày hôm nay. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình ở bộ môn giáo dục công dân lớp 12. Có thể nói rằng, một quốc gia muốn phát triển thì phải đầu tư cho sự phát triển của con người. Vì sao như vậy hả các em? Bởi vì con người là chủ nhân của đất nước. Con người sáng tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trong sự phát triển của con người thì các quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền được phát triển Đó là những quyền cơ bản để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của con người Ở tiết học hôm trước, các em đã được học về tiết 1 của bài 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân Các em đã tìm hiểu được quyền học tập của công dân Quyền học tập là quyền của mọi công dân Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu Phần còn lại của bài 8, quyền sáng tạo và quyền được phát triển của công dân, còn ý nghĩa của các quyền và trách nhiệm của nhà nước và công dân, bộ khuyến khích học sinh tự học. Bởi vì tiết này là tiết 2, do đó chúng ta đi vào phần 2 nhỏ, quyền sáng tạo của công dân. Đa số các nước trên thế giới đều quan tâm và thực hiện tốt có quyền sáng tạo của công dân. Ở Việt Nam chúng ta thì như thế nào hả các em? Ở Việt Nam, Điều 40 của Hiến pháp 2013, nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam đã quy định mọi công dân có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó. Như vậy, em hiểu thế nào là quyền sáng tạo của công dân? A à, nhỏ, khái niệm. Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người, được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ, để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, các công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bây giờ cô sẽ giải thích cho các em một số khái niệm có liên quan đến quyền sáng tạo của công dân. Thứ nhất là nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Từ đó phát hiện ra bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng về tự nhiên và xã hội để mang lại kiến thức mới hơn, cao hơn cho xã hội và áp dụng vào thực tiễn. Đây là hình ảnh nghiên cứu bộ kích tác nhân virus SARS-CoV-2. Có thể nói rằng, từ chỗ cho kết quả sau 3 ngày lấy mẫu đến hiện nay cho kết quả sau 1 giờ lấy mẫu. Điều này chúng ta thấy rất là rõ sự nỗ lực của các nhà khoa học của đội ngũ y bác sĩ trong vấn đề tìm tòi nghiên cứu thành công này đã có ý nghĩa rất là lớn trong việc phát hiện sớm dịch bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời hiệu quả giảm bớt tổng thất cho xã hội đây là nghiên cứu hóa chất hay là nghiên cứu cổ vật của các học viên, sinh viên. Quyền đưa ra các phát minh sáng chế. Em hiểu thế nào là phát minh sáng chế? Phát minh là khám phá tính chất, hiện tượng của thế giới vật chất mà trước đó chưa ai biết được. Từ đó làm thay đổi nhận thức của con người. Còn sáng chế, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải quyết một vấn đề nhất định nhằm ứng dụng quy luật tự nhiên để mang lại hiệu quả cao hơn. Ví dụ như việc sáng chế ra máy gạt, máy cài cho những người nông dân, đã giải phóng bớt sức lao động của những người nông dân, hình ảnh người nông dân nhọc nhàng mà trước đây chúng ta đã từng thấy. Công trao đi trước, cái cài theo sau, hoặc trên đồng cạn dưới đồng sau, chồng cài, vợ cái, công trao đi bừa người nông dân Nguyễn Văn Sành với máy bóc hành tỏi hay là việc sáng chế ra robot lao sàn do các kỹ sư Viện Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ chế tạo được thử nghiệm tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2020. Việc sáng chế ra robot lao sàn được sử dụng tại các khu cách ly, khu điều trị để hạn chế sự tiếp xúc giữa người với người và tránh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, khi chứng kiến những tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bị cháy, công tác cứu chữa gặp rất là nhiều khó khăn. Hai học sinh ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã chế tạo ra robot leo cầu thang. Robot này có khả năng leo cầu thang, dập tắt đám cháy trong những địa hình chặt hẹp, ngoằn ngoèo, rò rỉ khí ga. Em hiểu thế nào là cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật là sửa đổi một bộ phận nào đó của máy móc, thiết bị kỹ thuật cũ, dây chuyền sản xuất cũ để tạo ra một sản phẩm mới nhằm nâng cao năng suất lao động. Còn hợp lý hóa sản xuất, hợp lý hóa sản xuất là thay đổi tổ chức lại sản xuất để dẫn đến hiệu quả cao hơn trong kinh tế và quản lý. Các em có thể xem hình ảnh sau như cải tiến kỹ thuật trong ngành giày từ chỗ trong một công xưởng có vài chục cặp xúc Đến hiện nay, trong công xưởng có thể có vài trăm cọc xúc và nó làm cho năng suất lao động tăng lên gấp nhiều lần. Hoặc là như việc chế biến trái cây thành nước giải khát trái cây hoặc là sữa uống trái cây đã đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của con người trong cuộc sống bận rộn như trong thời đại ngày nay. Hoặc là một số hình ảnh về sáng tác văn học, nghệ thuật, điêu khắc hoặc là thơ ca, âm nhạc, À, thời trang văn văn đó là thể hiện quyền sáng tác văn học nghệ thuật như vậy sáng tạo là không giới hạn dành cho mọi người mọi lứa tuổi mọi đối tượng trong xã hội đặc biệt đối với các em học sinh sự sáng tạo là cần thiết các em phải nỗ lực trong việc học tập trong việc nghiên cứu khoa học và trong thời gian tới cô và xã hội sẽ mong chờ nhiều hơn nữa những sáng tạo từ các em chúng ta qua phần b nhỏ Nội dung quyền sáng tạo của công dân. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm những quyền nào hả các em? Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học công nghệ. Thế nào là quyền tác giả? Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình tạo ra hoặc là mình sở hữu sau khi đã thực hiện đăng ký bản quyền. Ví dụ như nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh tác đàn của Ngô Tất Tố. Đây là một trong những quyền nhân thân mà các em đã được học từ trước. Quyền này là không chuyển nhượng cho người khác, nhưng lợi ích phát sinh từ quyền tác giả thì có thể chuyển nhượng. Cô lấy ví dụ như thế này. Tác phẩm tác đàn là của nhà văn Ngô Tất Tố. Quyền này là không thể chuyển nhượng, nó sẽ mang tác giả Ngô Tất Tố. Nhưng tiền nhận bút phát sinh từ tác phẩm thì có thể chuyển nhượng. Còn quyền sở hữu công nghiệp quyền hoạt động khoa học công nghệ, thì có thể em mua bán chuyển nhượng. Cô lấy ví dụ như thế này, để tìm mẫu logo cho công ty, thì công ty A đã tổ chức một cuộc thi thiết kế và Nguyễn Văn B đã tham gia cuộc thi thiết kế này. Logo của Nguyễn Văn B đẹp, đúng ý nghĩa và đạt tiêu chuẩn của cuộc thi. Sau đó, công ty A đã mua sản phẩm của Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn B đã đồng ý bán cho công ty A. Như vậy, quyền sở hữu sản phẩm này logo này thì nó thuộc về công ty A không còn là của Nguyễn Văn B nữa trên cơ sở ba quyền này thì công dân có quyền sáng tạo ra thứ nhất các tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học các tác phẩm báo chí thứ hai sáng chế kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hóa và thứ ba tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ và các em lưu ý đối với việc sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, các tác phẩm báo chí thì nó thuộc về quyền tác giả. Thứ hai, các sáng chế kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa thì nó thuộc về quyền sở hữu công nghiệp. Và thứ ba, tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ thì nó thuộc về quyền hoạt động khoa học, công nghệ. Các quyền sáng tạo của công dân được bảo vệ bởi các luật như là luật sở hữu trí tuệ, luật khoa học và công nghệ, luật dân sự, vân vân. Bây giờ chúng ta sang phần C, vai trò của pháp luật đối với quyền sáng tạo của công dân. Và em hãy cho biết vai trò của pháp luật nước ta đối với quyền sáng tạo của công dân. Pháp luật nước ta có vai trò như thế nào trong quyền sáng tạo của công dân? Về vai trò của pháp luật nước ta, pháp luật nước ta mọc mạc khuyến khích tự do sáng tạo, song mặt khác cũng bảo vệ quyền sáng tạo của công dân bằng pháp luật, bằng kỹ cương của nhà nước. Cô có một tình huống sau dành cho các em. V là một học sinh bị khuyết tật hai chân. Mặc dù cha mẹ không đồng ý cho em đi học, nhưng với quyết tâm của mình, em đã vượt qua số phận và học giỏi các môn, đặc biệt là môn tiên học. Em đã thiết lập được một chương trình áp dụng phương pháp học tập hiệu quả cho người khuyết tật. Em đã đề nghị được công nhận bản quyền, nhưng bố mẹ em bảo, con chưa có bằng đại học và là người khuyết tật, họ không đồng ý đâu đi làm gì cho tốn kinh phí và mất công Câu hỏi đặt ra Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Như vậy, các em hãy vận dụng nội dung của quyền sáng tạo của công dân mà các em đã được học để giải quyết cái tình huống này Chúng ta trả lời như thế nào? Em không đồng ý với ý kiến của bố mẹ V Bởi vì ở nước ta hoạt động khoa học công nghệ quyền sáng tạo của công dân đó là những quyền mà được pháp luật bảo vệ và V cũng như mọi người khác cũng được bảo vệ quyền này của công dân. Như vậy, nước ta quy định về quyền sáng tạo của công dân. Do đó, mẫu công dân càng phát huy hơn nữa quyền sáng tạo của mình và trong bất kỳ hoàn cảnh nào của lịch sử thì sự sáng tạo đều là cần thiết bởi vì nó khắc phục được những khó khăn của thực tiễn, đặc biệt đối với nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ ba, quyền được phát triển của công dân. A à nhỏ, khái niệm. Như các em đã biết, năm 1990, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Có thể nói rằng, nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đó là quyền được phát triển của công dân. Vậy em hiểu thế nào là quyền được phát triển của công dân? Quyền được phát triển của công dân là quyền của mẫu công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, có mức sống đầy đủ về vật chất, được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, được tham gia các hoạt động văn hóa, được cung cấp thông tin, được chăm sóc sức khỏe và được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng. Đây là khái niệm quyền được phát triển của công dân. Bây giờ các em qua phần B, nội dung quyền được phát triển của công dân quyền được phát triển của công dân là quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước quyền được khuyến khích bầu dưỡng để phát triển tài năng quyền được phát triển đầy đủ về vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước là như thế nào về đời sống vật chất thì có mức sống đầy đủ có điều kiện nghỉ ngơi vui chơi giải trí được phát triển về thể chất được chăm sóc sức khỏe về đời sống tinh thần thì được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí. Quyền được khuyến khích bầu dưỡng để phát triển tài năng thì chẳng hạn như người học giỏi, có năng khiếu, được bầu dưỡng, được ưu tiên tiễn chọn vào các trường đại học. Người có tài, được nhà nước tạo mọi điều kiện để làm việc, để phát triển và để cống hiến. Các em có thể xem những bức ảnh sau. Đây là quyền về đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Như trẻ em sinh ra được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, những người thân trong gia đình, được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, được vui chơi, đặc biệt được chăm sóc sức khỏe. Có thể nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em. Chẳng họ như hiện nay, trong việc chống đại dịch Covid-19, toàn bộ các chi phí cho việc xét nghiệm, điều trị đều là sự hỗ trợ của nhà nước. Trong khi đó, ở một số quốc gia trên thế giới, chi phí điều trị rất là tốn kém quyền tham gia các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao vân vân quyền được khuyến khích bảo dưỡng để phát triển tài năng chúng ta có thể nhìn bức tranh đầu tiên sự có mặt của thủ tướng chính phủ của bộ trưởng bộ dục đào tạo trong lễ tuyên dương học sinh đạt giải Olympic quốc tế năm 2019. Từ đó chúng ta cũng nhận thấy được sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề khuyến khích phát triển tài năng. Hoặc là chúng ta có thể xem bức tranh bên dưới. Đây là sân chơi của học sinh trung học phổ thông, đường lên đỉnh Olympia. Một sân chơi thường niên, rất là hấp dẫn và đầy trí tệ. Hoặc là sân chơi dành cho học sinh tiểu học. Hoặc là các trường học, bầu dưỡng phát triển tài năng như là trường chuyên, trường năng khiếu, vân vân Như vậy, trên đây là những nội dung cơ bản cho quyền được phát triển của công dân theo quy định của pháp luật. Xong việc hưởng thụ như thế nào là tùy thuộc vào điều kiện của mỗi cá nhân điều kiện của gia đình và sự phát triển đất nước trong mẫu thời điểm lịch sử cụ thể. Chúng ta qua một tình huống sau. Bé Hát 6 tuổi đang là học sinh lớp 1 nhưng có thể bơi qua con sông rộng nhanh hơn tất cả trẻ em ở vùng sông nước này. Nhiều người nói rằng Hát có triển vọng để trở thành một vận động viên bơi lậu. Bố mẹ Hát cần bầu dưỡng khả năng này cho con. Câu hỏi đặt ra là theo em trong trường hợp này bố mẹ Hát cần làm gì? Như vậy chúng ta đã vận dụng những kiến thức đã học của quyền được phát triển của công dân. Các em có thể trả lời tình huống này. Câu trả lời là tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình. Xong để phát triển tài năng cho con, thì bố mẹ hát có thể gửi con vào trường năng khiếu. Ở đó có đầy đủ những cái điều kiện để cho bé hát có thể phát triển tài năng của mình. Như vậy, chăm lo cho con người là tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, cả thể chất, lẫn tinh thần. Quan tâm đến việc thực hiện các quyền của công dân như quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền được phát triển. Đây là những quyền mà không phải bất cứ chế độ xã hội nào cũng quan tâm thực hiện được. Các em thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội nhân văn, một xã hội mà quyền của con người luôn được đề cao và tôn trọng. Chẳng hạn như trong thời điểm hiện nay, trong thời điểm chống đại dịch Covid-19, khi chính phủ khẳng định không ai bị bỏ lại phía sau, hàng loạt các biện pháp của nhà nước trong vấn đề kiểm soát, điều trị dịch bệnh, hỗ trợ đối với những đối tượng xã hội, những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều đó cho chúng ta thấy tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội của nhà nước ta. Là học sinh, chúng ta nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Mỗi công dân chúng ta cần thực hiện tốt việc học tập, sáng tạo và phát triển để góp sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các em qua phần bài tập luyện tập. Câu 1. Công ty X thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân viên. Công ty X đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực hiện quyền được phát triển ở đạo dung nào dưới đây? A. Được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. B. Được tham gia quản lý nhà nước và xã hội. C. Chủ động xử lý công tác truyền thông. Và D. Lựa chọn các loại hình dịch vụ. Đây là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Như vậy thì chúng ta chú ý cái dữ liệu của câu dẫn. Công ty X thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân viên. Như vậy công ty X đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực hiện quyền được phát triển. Ở nội dung đó là quyền được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. Phương án đúng là phương án A. Câu số 2. Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây? A. À, sáng tạo, B. Điều phối C. Tham vấn và D. Quản lý Như vậy vận dụng cái phần kiến thức đã học và đồng thời theo dữ liệu của bài Công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh sáng chế là thực hiện quyền quyền sáng tạo của công dân Phương án đúng là phương án A Câu số 3 Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? A. Bảo hành trọn gói sản phẩm B. Sử dụng hộp thư điện tử C. Chuyển quyền nhân thân và D. Là đưa ra phát minh sáng chế Hầu hết các câu hỏi trong phần luyện tập là cô đều lấy từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 năm 2019 để tiện cho việc học tập cũng như là ôn tập của các em Như vậy thì với cái câu hỏi này chúng ta chọn phương án đúng là D. Quyền đưa ra các phát minh sáng chế Câu thứ tư sau khi biết ông ấy được cấp giấy chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóp tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chế, tự nhận mình là người thiết kế và sản xuất máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây? A. Quyền tác giả B. Chuyển giao kỹ thuật C. Nâng cấp sản phẩm D. Ứng dụng công nghệ Như vậy, các em chú ý dự kiện của câu dẫn sau khi biết ông ấy được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc anh M đã bí mật sao chép rồi tự nhận mình là người thiết kế và sau đó là sản xuất máy đó và bán cho người tiêu dùng như vậy thì anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung quyền quyền tác giả câu số 5 chị b theo anh ấy sao chép công thức chiết xuất tinh dầu trong thời gian chờ cấp bằng độc quyền sáng chế của anh a Tuy nhiên, anh ấy đã bí mật bán công thức vừa sao chép được cho chị M vì chị M trả giá cao hơn. Sau đó, chị M nhận mình là tác giả của công thức chiết xuất tinh dầu trên rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân? A, à, anh A, chị M và chị B. B, anh ấy, chị M và chị B. C, chị B và anh ấy. D, anh ấy và chị M. Như vậy các em chú ý dự kiện của Cao Dẫn Anh ấy đã bí mật bán công thức vừa sao chép được cho chị M. Và sau đó chị M nhận mình là tác giả của công thức chiết xuất tinh dầu trên Rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo Như vậy thì những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân Đó là anh ấy và chị M. các em có thể tham khảo trên những cái địa chỉ sau, so, vietgiấy.com hoặc là thư viện học liệu.com để có thể làm thêm những bài tập trách nghiệm. Bài giảng của cô đến đây là hết. Tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.